Chào các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một cái bài vẽ tĩnh vật nhân ngày gia đình Việt Nam. Hôm nay giới thiệu với các em, chúng ta vẽ tranh tĩnh vật về nhà bếp trong cái không gian của gia đình, và biểu trưng nhất là cái nhà bếp. Thì chúng ta sẽ vẽ một số rau củ quả, miêu tả và thể hiện những cái đồ dùng rồi những cái thức ăn ở trong gia đình. Để chuẩn bị cho một cái bức tranh vẽ tĩnh vật này thì chúng ta phải chuẩn bị một cái bảng giấy. Màu thì chúng ta nên dùng loại màu acrylic. Dùng loại màu acrylic nó rất dễ vẽ, và chúng ta sẽ pha với nước tùy theo cái mức độ đặc hoặc là loãng. Ngoài ra là chúng ta cần sử dụng một số các cái bút dẹt. Trong số các cái bút này thì nên có những cái loại to và nhỏ khác nhau. Quan trọng nhất là chúng ta nên có một cái bút nhọn để chúng ta vẽ nét. Ngoài ra thì chúng ta phải chuẩn bị một cái khăn để lau. Sau khi vẽ xong ấy, là màu nó vẫn còn dính vào bút. Thế chúng ta rửa và chúng ta lau sạch thì là những cái màu về sau nó sẽ không bị bẩn. Thế cái cách để bố trí được cái tĩnh vật này thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta chọn những cái màu của rau củ quả nó đủ 3 màu: đỏ, vàng và xanh. Thế khi bày là chúng ta lưu ý một cái điểm là không nên là bày một cách lộn xộn. Chúng ta nên là xếp theo từng mảng và có những cái quả đơn lẻ tách ra, chứ không nên để dồn vào. Ánh sáng là chúng ta nên bố trí theo một cái hướng 45 độ để nó tạo ra cái bóng đổ. Sau này là khi chúng ta vẽ thể hiện được cái chiều sâu của cái bức tranh. Ngoài ra là chúng ta nên chuẩn bị một cái bảng để pha màu. Màu hôm nay giới thiệu với các em là chúng ta chỉ vẽ màu cơ bản là 3 màu: đỏ, vàng và xanh. Ngoài ra tôi sẽ hướng dẫn các em là phối trộn để tìm ra được những cái màu tương phản và tương đồng. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng thực hiện một bức tranh tĩnh vật nói về ngày gia đình Việt Nam. Bước đầu tiên chúng ta sẽ phát hình. Các em lưu ý một cái điểm là mặc dù cái vật mà chúng ta định vẽ là nó đứng sát nhau rất gần, nhưng chúng ta phải tả được cái không gian. Vậy thì cái bước đầu tiên chúng ta quan sát mẫu, thấy rằng là cái lưng của cái ghế chúng ta coi nó như là một cái đường chân trời, và chúng ta sẽ chọn ra một cái điểm chốn. Tôi lấy thí dụ như là với một cái diện tích của cái tờ giấy như thế này, chúng ta phát một cái đường chân trời ở phía sau. Thì thường là các em lưu ý là chúng ta cái đường chân trời nó thấp. Ở đây nó có một cái lọ nước, nó theo cái chiều đứng như thế này, chúng ta đừng để vào giữa mà nên là để lệch sang một bên. Tiếp theo là cái quả bí, là chúng ta phải xác định được cái hướng của nó chạy chéo đi. Và ngoài ra là những cái vật khác, thí dụ như là cái quả dưa nó nằm ở đây. Chúng ta định hình được các cái vị trí của các cái vật, và sau đó là chúng ta thí dụ như là cái quả cam nó nằm ở đây, quả cà chua nằm ở góc này, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành vẽ. Ở đây nó có một số các cái nếp vải, là các em lưu ý là những cái nếp vải này nó tạo ra những cái nền rất là đẹp, nên là chúng ta phát một vài cái nếp vải thế thôi. Thế và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cụ thể từng cái vật một, thí dụ như là cái lọ. Quả bí chúng ta cứ vẽ thoải mái. Thế và chủ yếu là chúng ta xác định được các cái hướng và vị trí của các cái đồ vật này thôi. Đó là coi như chúng ta đã xác định xong được một cái bức tranh tĩnh vật mà bằng một cái màu đen loãng thôi. Các em pha loãng ra và chúng ta phát hình. Sau khi chúng ta thấy được rồi thì chúng ta sẽ đặt màu vào.
Và lưu ý là ở đây là cái không gian của nó là chúng ta chỉ hạn chế ở trong cái không gian của cái vải, của cái vải nền cho cái bức tranh này. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu nhé.
Như vậy là sau một thời gian ngắn, chúng ta đã hoàn thành một bức tranh tĩnh vật nhân ngày gia đình Việt Nam. Ở đây có mấy cái điểm chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là chúng ta nên dùng ba cái màu cơ bản: đỏ, vàng và lam. Cái màu đỏ là chúng ta đặt thẳng vào với lại quả cà chua. Màu cam là chúng ta trộn với màu vàng và màu đỏ, chúng ta có được cái màu cam. Quả bí này là màu lam và màu vàng, chúng ta sẽ được một cái màu xanh lá cây. Với mỗi một vật là bao giờ cũng có ba màu. Thứ nhất là màu bản thân. Màu bản thân nó, thí dụ tôi nói như ở quả cà chua, là màu bản thân nó là màu đỏ. Trong tối của nó là chúng ta pha thêm chút nâu hoặc đen thì nó sẽ cho chúng ta cái màu tối. Khi mà cái ánh sáng 45 độ nó chiếu vào thì cái phần trên là bao giờ nó cũng có cái điểm sáng hơn. Tương tự thì chúng ta có một cái quả cam mà chúng ta muốn thể hiện được nó có cái chiều cong và cái độ sâu của nó và cái độ nổi, thì chúng ta nên là đầu tiên chúng ta tô một cái màu nền là màu cam rồi. Ở trong tối là chúng ta thêm một chút nâu. Thêm một chút nâu vào thì lập tức cái phần nó không được tiếp xúc ánh sáng là nó sẽ cong vào trong. Cái phía ngoài là khi tiếp xúc với ánh sáng 45 độ là chúng ta dùng màu cam thêm một chút màu sáng, đó là màu trắng. Quả bí này nó là màu xanh, cơ bản của nó là màu xanh lá cây mà chúng ta đã vẽ được cái màu, nó gọi là màu bản thân. Thế nhưng mà trong thực tế thì nó sẽ do ánh sáng tác động vào chỗ sáng chỗ tối, do đó chúng ta thể hiện ba cái màu sáng tối khác nhau. Đó là gì? Chúng ta lấy cái màu xanh lá cây ấy, là chúng ta thêm một chút đen thì sẽ tạo ra được cái phần tối. Cái phần sáng là chúng ta đưa thêm chút trắng thì chúng ta sẽ được một cái hình nó nổi ở trong không gian. Ở đây có một cái điểm lưu ý là chúng ta tả cái lọ nước. Thế bây giờ không thể pha được cái màu nước bởi vì nước là không màu. Vậy muốn thể hiện được cái lọ mà có nước là chúng ta vẽ tràn cái nền đi. Sau đó chúng ta định hình là cái biên giới của cái lọ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nước nó sẽ thể hiện được cái nền ở phía sau. Như vậy là chúng ta sẽ vẽ được một cái chai nó đựng cái nước ở phía trong. Và như vậy là sau một thời gian là chúng ta làm việc, tôi đã hướng dẫn và vẽ trực họa mẫu cho các em. Nhân ngày gia đình Việt Nam, xin gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình và các em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở các chương trình sau.